sáng nay đại tướng phan văn giang ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng đã chủ trì hội nghị bộ trưởng và lãnh đạo bộ quốc phòng làm việc với tổng cục công nghiệp quốc phòng sự hội nghị có các đồng chí ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ quốc phòng thượng tướng nguyễn tân cương ủy viên thường vụ quân ủy trung ương tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam thượng tướng phạm hoài nam và các đồng chí lãnh đạo bộ tổng tham mưu tổng cục chính trị Nhờ chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình, trong năm 2023, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Bộ Quốc phòng về quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Nhất là trình Quốc hội dự án luật Công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp đạt sự đồng thuận cao. Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tập trung huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, dây chuyền công nghệ tăng năng lực sản xuất quốc phòng, đổi mới công tác khoa học công nghệ nỗ lực sản xuất, sửa chữa vũ khí lục quân và sửa chữa đóng mới tàu quân sự, kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, điều chỉnh tổ chức lực lượng các doanh nghiệp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, khoa học. Nhấn mạnh tới nhiệm vụ triển khai hiệu quả chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo, Đại tướng Phân Vân Giang yêu cầu Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cần thường xuyên theo dõi, đánh giá tác động của các cuộc xung đột trên thế giới và sự phát triển của vũ khí trang bị để kịp thời tham mưu đề xuất Bộ Quốc phòng, định hướng nghiên cứu, thiết kế, sản xuất vũ khí trang bị vật tư kỹ thuật. Đồng thời, Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh tới nhiệm vụ nghiên cứu chế thử vũ khí mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp, sớm đề xuất tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách, kỹ thuật công nghệ, rút ngắn thời gian nghiên cứu sớm đưa các sản phẩm mới vào sản xuất trang bị cho quân đội. Về nhiệm vụ đẩy mạnh đối ngoại và hợp tác quốc tế, đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu chuẩn bị tốt tổ chức triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2024, cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác với các nước. Cùng với đó, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tập trung triển khai đồng bộ toàn diện các mặt hoạt động công tác đảng, công tác chính trị và các phong trào thi đua quyết thắng, thực hiện tuyển dụng tuyển chọn nguồn nhân lực chất lượng cao. Chăm lo tốt hơn nữa chế độ chính sách cho người lao động duy trì nền nếp chính quy quản lý kỷ luật chủ động làm tốt công tác phòng chống cháy nổ tìm kiếm cứu nạn và tham gia các cuộc diễn tập theo kế hoạch